Mời anh dắt xe trên này. Vâng. Không, em ngồi trong cửa. Cửa xanh là có tội hả anh? Không, anh ngồi vô hiểm không? Em thường cái cửa xanh thì là có tội. Đó là cửa xanh có tội đâu. Công ra đường không chấp hành, dân sao đã chấp hành được. Vâng, để cho anh thì sự anh nhìn ra tư của anh có bằng lái của anh có tư có thể bằng lái chúng tư của anh có anh à anh à này em đang bị bắt ở ngã tư Cổ Nhuế này anh 47B1 6636 em đang bị ở trên đường Hoàng Quốc Việt đây này. Ngã tư Trần Cung ấy. Đưa biên bản hiện trường. À, anh ra đến đây cho. Em Hiếu đây. Ở ngã tư chỗ đầu Trần Cung và Hoàng Quốc Việt ấy, chỗ đông đông người ấy này. Không, đây được chậm 1000cc. Anh khai vào tên đây là anh ơi, xong rồi cập ra đây xem hết thôi. Dạ con là tên là phí tư hiệu. Phí tư hiệu. Dạ vâng.